Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ là mình thấy là cái nhãn người ta bán nhãn xuồng như vậy nè, trái nó rất là ngon mà cơm nó cũng dày nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm là rau câu nhãn ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình cũng có là 2 kg nhãn nè, với lại bịch rau câu Việt Xô. Này là bịch này là 50g ha, với lại 1 kg đường và 1 ống vani. Nhãn thì mình ăn không thì nó rất là nóng các bạn, nhưng mà mình nấu chung với rau câu câu như vậy là mình ăn cũng rất là ngon. Tuy rằng nó nóng thiệt nhưng mà nó sẽ giảm cái độ nóng, như rau câu nó sẽ giảm cái độ nóng, mà mình ăn như ở ngoài ăn nhãn không thì nó sẽ nóng lắm các bạn. Có rau câu thì ăn rất là ngon ha. Thì trước tiên là mình sẽ ngâm cái phần bột rau câu này ra trước nha. Thì mình cũng có chuẩn bị nước nè, cái nồi nước của mình là tổng cộng là 2,5 lít nha. Thì mình sẽ để vô mình ngâm trong vòng 1 tiếng đồng hồ, đặng cho cái phần rau câu nó sẽ nở ra và mình sẽ nấu cho cái phần rau câu nó sẽ giòn, sẽ ngon hơn nha các bạn. Như hôm nay mình đi bán là mình thấy ở ngoài chợ người ta bán cái nhãn như vậy nè, mình thấy mình ăn dùng thử là cơm nó rất là dày, các bạn thấy nè, nhãn cơm nó rất là dày ha, cho nên là mình làm cái phần rau câu nhãn nó rất là ngon. Rồi các bạn thấy nè, cái cơm nè nó rất là dày ha. Nếu mà mình mua mà được cái nhãn tiêu á, nhãn tiêu nữa thì nó còn ngon hơn nữa các bạn, cơm nó sẽ dày hơn nữa ha. Bây giờ mình sẽ lột cho đến hết cái phần nhãn nha. Một hồi là mình sẽ tách, mình lấy hộp ra sau. Bây giờ là trước mắt đó là mình phải lột như vậy đi. Rồi xong mình lột hết rồi á thì mình sẽ lấy cái cơm ra mình bỏ hộp nha. Và tiếp theo là mình sẽ dùng con dao nè các bạn. Mình sẽ tách, mình lấy cái nhãn ra, lấy cái cơm nhãn ra, còn cái hộp thì mình sẽ để bỏ qua một bên ha. Như các bạn có nhớ là ngày xưa cái hộp nhãn này á là mình chơi trò chơi gì hay không ha? Hồi xưa là mình là hay chơi á, mình cải cái hộp như vậy nè các bạn. Mình khoét cái chính giữa như vậy nè, đặng mình làm thành một cái chiếc nhẫn á, mình đeo. Còn không á thì mình làm thành viên bi với các bạn, mình bắn. Mà cái hộp nhãn này nó có cái đầu như vậy nè, cái mình bắn á, nó hơi khó, nó không có chạy lăn đều. Cái cơm nhãn này nè mình lấy không có nhất thiết là mình phải để lấy nguyên một muối đâu các bạn. Nếu mà mình thấy cái trái nào dày á, mình lấy được nguyên một cơm như vậy nè, thì một hồi là mình sẽ để riêng ra tí xíu, đặng một hồi mình sẽ trang trí cái phần rau câu ha. Còn cái nào mình thấy nó hơi dụng rồi á thì mình cho vào mình xay. Nhãn á là mình cũng đã lột ra xong rồi nè các bạn. Thì mình sẽ múc một ít nhãn nè, mình sẽ chừa riêng ra. Tại một hồi là mình sẽ trang trí ở trên mặt nha. Đây mình sẽ chừa nhãn như đây thôi, còn trong đây á thì mình sẽ múc vô một ít để mình xay các bạn. Còn các bạn thấy cái phần nước nhãn nè ra rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, thằng mình xay nha các bạn. Xay cho cái phần nhãn á cho nó nhuyễn ra. Rồi bây giờ cái phần nhãn đã nhuyễn rồi nè. Bạn thấy nè, nhãn á nó đã nhuyễn ra rồi nè ha. Nhưng mà có một số nó cũng phải còn hơi lợn cợn nha. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước nhãn vào trong đây luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đem xuống nhà sau, mình sẽ đổ rau câu, mình nấu rau câu lên nha các bạn. Rồi bây giờ đó là phần rau câu nó đã nở ra hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình nấu ha. Khi mà mình bắt lên bếp mình nấu là mình cũng phải đứng mình khuấy như vậy nha các bạn, đặng cho cái phần rau câu nó sẽ đều với lại cái nước á. Nếu mà mình không quậy thì cái phần rau câu nó sẽ bị lắng ở dưới đáy nồi nè, thì nó sẽ bị đóng cục á, thì nó sẽ không được ngon ha. Cho nên đó là mình phải đứng mình khuấy nha. Mình khuấy khi nào mà cái phần nước rau câu mà nó sôi bần thiệt là sôi á, thì mình phải cho đường vào, rồi sau đó mình sẽ vớt bọt nha các bạn. Và bây giờ cái phần rau câu đã sôi nè các bạn, thì giờ mình sẽ cho đường vào nha. Mình sẽ sử dụng đường từ từ thôi. Một hồi mình sẽ nếm lại, mình sẽ chừa lại một ít như đây. Tại vì nhãn cũng đã có ngọt sẵn rồi, cho nên là mình làm chỉ cần là 900g đường thôi.
rồi mình sẽ quậy cho cái phần đường này tan ra ha. Rồi mình cho ống vani này vô luôn. Mình sẽ cho một ống vani. Quậy lên cho đường tan ra rồi mình nếm thử coi độ ngọt như thế nào nha. Bây giờ phần rau câu là các bạn đó, giờ nó sôi là nó nổi bọt lên như vậy nè. Cái mình sẽ hớt, mình hớt cái phần bọt đó mình sẽ bỏ nha. Và sau đó mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho nhãn vào. Và bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn cái nồi rau câu nha. Mình sẽ cho nè nhãn nè. Mình để vô từ từ chứ để ha, mình đổ vô nó sẽ văng á, bị bỏng á. Rồi bây giờ mình sẽ quậy. Khi mà mình thấy có bọt còn bọt á thì mình sẽ hớt mình bỏ nha. Nè cái bọt này là bọt của nhãn á các bạn. Tại hồi nãy mình sai á. Cho nên là cái bọt của nhãn ha, nhưng mà mình cũng phải hớt mình bỏ các bạn. Rồi bây giờ rau câu của mình á, mình đã đem lên nhà trên rồi ha. Khuôn á thì mình cũng đã chuẩn bị rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ cho vào trong khuôn này. Như trong cái sẵn các bạn, nhà mình thì không có khuôn ha. Mình chỉ biết đó là mình đổ, mình để vô cái sẵn thôi. Khi mà mình ăn á thì mình sẽ cắt ra. Còn nếu mà các bạn á thì có thể là mình để vô trong từng cái chén á cũng vẫn được nha. Nóng quá trời luôn. Một hồi là mình cũng phải kiếm đồ mình chiên các bạn. Mình chiên để cho cái phần sẩn nó sẽ đứng. Còn cái phần nhãn mà hồi nãy mình chừa lại á thì mình sẽ để lên trên, trên cái phần mặt á. Thế nhưng mình không để cũng được, nhưng mà mình thích á, nhãn nhiều cho nên đó là mình phải trang trí thêm vô. Đó, giờ mình đã đổ xong một sẩn rồi nè. Và tiếp một sẩn thứ hai nha. Mình nhớ khi mà mình múc á mình cũng quậy để cho cái phần nhãn á cho nó đều. Khi mà mình đổ xong rồi á thì mình phải chờ cái phần rau câu nguội nha các bạn. Khi mà rau câu nguội rồi á, thì mình sẽ để vô trong ngăn mát tủ lạnh nè. Hoặc nếu mà các bạn có tủ kem hoặc tủ lạnh gì đó thì mình sẽ để vào trong đó. Khi mà phần rau câu mà lạnh rồi á, thì mình sẽ xách ra mình ăn nó rất là ngon nha. Khi mà mình đổ á, các bạn mình thấy cái phần nhãn á, nó rất là nhiều rồi. Cho nên là mình không có cần trang trí cái phần nhãn vô đây nữa ha. Thì bây giờ là mình còn dư rau câu nè. Thì mình sẽ cho vô một cái sẩn nữa. Tại vì mình làm nhiều quá. Thường thường á, ở nhà mình á, rất là thích ăn rau câu cho nên á, mỗi lần mình làm á, là mình làm hơi nhiều. Hạnh như cho con mình á, sẽ có như ăn cơm xong á, thì nó cũng có la xét mà ăn tráng miệng ha. Thì các bạn đợi mình tí xíu, khi mà rau câu nguội rồi á, thì mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ cắt ra mình thưởng thức thôi các bạn. Bây giờ rau câu của mình á, đã để lạnh rồi ha, thì bây giờ là mình sẽ cắt ra cho tụi nhỏ nó ăn thôi các bạn. Bận quá em sợ mẹ cho con miếng rau câu nhiều nhãn. Chỗ nào cũng có nhãn hết trơn. Mẹ cho con miếng rau câu nhiều nhãn. Không rau câu. Nè, chỗ này nhãn ít rau câu. Bum. Siêu nhắn. Không, siêu không có rau câu. Nhiều cắt đây. Khoan. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt ra nè các bạn. Bạn thấy nè cái phần nhãn nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt xéo lại.
các bạn thấy cái phần nhãn nè, nhãn mà mình xay á là nó nhâm 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 nè ha. Còn cái phần nhãn miếng nè đó, bây giờ là mình sẽ để riêng qua một cái dĩa nha. Rau câu á mình cũng đã cắt ra xong ha, thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Bà bé Khoa ăn miếng bự đi con. Vậy em miếng nhỏ. Miếng nhỏ thôi hả? Rồi chị bé làm nè. Miếng nào? Làm ăn miếng này hả? Dạ. Miếng này cũng bự mà. Nhiều nhãn. Ăn coi chừng rớt nha. Chừng lỗ. Rồi thì bây giờ mình cũng ăn cái miếng nhỏ thôi các bạn. Nè các bạn thấy nè, cái phần nhãn á, nè các bạn thấy nè, nó dăng dăng nè ha. Nhãn một lớp mình xay, còn một lớp á thì mình sẽ để nguyên một miếng như vậy nè. Thì mình ăn á nó sẽ ngon hơn các bạn. Bỏ xong. Dạ. Ở Khoa. Khoa ăn xong luôn. Mình chưa kịp nói gì hết trơn là bé Khoa nó ăn xong. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức nha. Nó câu á, bây giờ nó giòn. Nó lạnh. Nó lạnh lạnh ha. Nó lạnh lạnh mà ăn ăn rất là ngon. Chọc câu câu nó giòn nữa. Nhưng mà có cái phần nhâm nhâm của nhãn á, ăn rất là thơm các bạn. Như cái mùa này á, là nhãn nhiều lắm các bạn. Các bạn cũng mua về làm ăn thử đi ha. Ăn cũng rất là ngon. Và nó mát lắm các bạn. Mẹ, thật sự hai miếng thì còn chưa nào ăn. Để phá. Bé làm ăn xong luôn hả? Dạ. Thì video của mình á, sẽ kết thúc tại đây ha. Thì để cho tụi nhỏ nó ăn tự nhiên các bạn. Nhiều khi nó quay lên mà tụi nhỏ nó ăn nhiều quá thì nó cũng hơi kỳ nha. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích tết thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Con mình nó như tụi nhỏ nhà mình là nó rất thích ăn rau câu các bạn. Bye bye, bye, bye.